sau này á có chuyện gì xảy ra thì anh hai nhìn sẽ chuyện này á, anh hai sẽ biết lỗ. Mẹ Hiếu, mẹ không còn hơi sức nữa. Mẹ ơi, nếu mẹ có mệnh hệ gì, con hãy thay mẹ chăm sóc cho Út, nuôi nấng và dạy dỗ cho em con nó nên người nha con. Mẹ ơi, mẹ, con hứa với mẹ, dù có biến cố gì, có chuyện gì xảy ra, con cũng không được từ bỏ nghe con. Mẹ, dạ con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng chăm sóc bé Út mà mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con ngoan, tin đi con. Em, chị, chị giao hai đứa nó lại cho em. Em hãy thay thế chị chăm sóc cho hai đứa và coi hai đứa nó như con ruột của em nha. Chị yên tâm, em hứa với chị. Bao nhiêu tài sản của chị để lại cho em và thằng Hiếu. Hiếu à, dạ, con nhớ nghe lời dì nha con. Phương, dạ mẹ, con gái yêu của mẹ, mẹ thương con lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, chuyện gì xảy ra anh nhìn sợi dây này anh sẽ biết lỗ. Đi đi cho tao, đi hết cho tao đi, tao định cho tụi bay ăn bám vài năm nữa mà tụi bay không có biết điều, tao không bay được tiếng tao. Giờ đứng sao anh hai, giờ đi chứ biết sao nữa. Anh hai ơi, em nhớ mẹ quá. Thôi, Út đừng có buồn nữa nha. Mà anh hai, em cũng đói bụng nữa. Để em xuống tìm chị Lan, coi thử dưới bếp còn gì ăn không nha. Dạ. Chị Lan ơi, chị Lan. Chị Lan ơi. Tôi ngồi sờ sờ ở đây à.
bộ đuôi sao mà lam sờm vậy? Ở nhà không biết rồi còn đồ ăn gì. Bé Út bị đói quá trời luôn. Giờ này là mấy giờ rồi mà còn ăn? Hả? Bộ tôi rảnh lắm hả? Sao chờ mấy người? Dì nói gì kỳ vậy? Dù sao mẹ con mới mất mà. Mẹ mấy người mới mất thì mấy người cũng ăn chứ, đúng không? Miếng ăn là do ai tạo ra? Tự tôi đây nè, tôi làm trâu làm ngựa cày ngày cày đêm mới có miếng ăn. Mấy người cũng phải làm mới có ăn chứ, biết chưa? Dì làm chủ ở nhà này từ khi nào vậy? Gì? Tao làm chủ từ khi nào hả? Từ khi mẹ của mày nằm giường bệnh chờ chết. Từ khi mày là thằng con dắt mũi chưa sạch, tưởng mình là cậu ấm cô chiêu. Tao đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Mẹ ơi mẹ. Ủa? Chụp chân cho mẹ. Đói rồi phụ. Ồ đói rồi chờ mẹ chút. Anh hai, con gấu của em. Ơi, chả con gấu rồi đây. Không, đó là của em. Không, đó là của em mà anh hai. Anh hai, anh lấy lại cho em đi. Chả lại đây. Mẹ ơi mẹ, con gấu của con. Mày làm cái gì vậy? Hả? Đưa đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Gấu của Út mà. Ây da. Mày là người sao? Mày làm gì vậy? Mày ăn đây. Tao nói cho tụi bé biết nghe chưa? Hả? Buông ra. Trong nhà này đồ của tao nha. Bà buông ra. Bà là người xấu, bà đánh anh của con. Xấu hả? Trời đất ơi, mẹ của tôi bay bệnh, tao tốn biết bao nhiêu tiền mà tao còn là người xấu nữa hả? Hả? Tao nói cho mày biết, tiền núi cũng còn lỡ nha mày nha. Tụi bay đúng là hả? Anh em tụi bay không có biết điều. Bà mới là người ra khỏi gia đình này. Tụi bay mới là người ra đi ha. Cái căn nhà này là tao đã đứng tên rồi. Chẳng qua tao nể mẹ tụi bay đang bệnh, cho nên tụi bay mới ở tới giờ này ha. Bây giờ mẹ tụi bay chết rồi, tao không cần nể nang gì hết đó. Hả? Sao? Bà không phải là con người nữa rồi. Không phải con người hả? Tụi bay đưa ra đây. Đi, đi. Buông ra. Đi ra. Đặt đem đồ của tụi nó xuống đây. Đi. 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 Tụi bay đi. Đi cho tao. Đi. Đi cho tao. Đừng có trách tao ha. Tụi bay á, tao định cho tụi bay ăn bám vài năm nữa mà tụi bay không có biết điều. Tụi bay đừng có ép tao. Trời ơi. Giờ tính sao anh hai? Giờ đi thôi chứ biết sao. Ê, có phải thằng Hiếu không vậy? Nó chứ ai. Sao mà xách đồ tùm lum tùm la đi vậy? Chắc bị bà Lan đuổi á, mẹ nó mới mất. Ờ, công nhận, dì ruột mà ác hơn dì ghẻ. Thôi đi, thôi đi. Anh hai, có xe cờ bông kìa. Chú ơi. Ơi. Con hai cây, một cây màu trắng với một cây màu hồng nha chú. Một màu trắng, một màu hồng. Dạ. Rồi, có liền. Con cảm ơn chú. Nè, của con gái. Em ăn một cây thôi. Ăn hai cây súng răng bây giờ. Không, em muốn ăn hai cây. Nhưng mà con gái ăn nhiều quá răng súng xấu lắm á. Đâu, anh nghe cái hàm răng của anh ra coi. Nghe đi. Đó, cái hàm răng của anh đó đầy răng luôn. Mà cũng đâu có đẹp nha, lần này thôi. Lần này thôi nha. Chú ơi, cho con hỏi bao nhiêu tiền hả chú? À, cậu cho tôi xin 10.000 cậu. Chú cho không dạ? À, cảm ơn cậu. Tháng ngày tuổi thơ đã vội tan theo. Anh hai ơi, em lạnh quá à. Út ráng một chút nha, sắp hết mưa rồi đó. Dạ. Dạ, em đi liền. Tiếng cười thế gian, ôi niềm đau vô hình. Mẹ ơi con đói bụng. Mẹ ơi con đói bụng.
con chưa từng thấy cái bánh pizza nào mà bự mà ngon như vậy luôn á mẹ. Mẹ đúng là số 1. Xạo xạo không à, ngày nào cũng ăn mì gánh là chưa từng thấy. Mẹ ăn chung với con mẹ mất ngán rồi đây nè. Bé Út này nịnh quá. Anh ơi. Ăn đi, ăn đi hai đứa, ăn đi con. Cảm ơn mẹ, em mà ăn ăn cơm. Em lộn ăn pizza. Tại anh hai đút cho nè. Không. Sao vậy, bé Út đút cho anh hả? Ăn. Ơ ăn tương cà nè con. Dạ, mẹ ăn đi. Hai đứa ăn đi, mẹ no rồi. Ngon quá. Ngon không con? Dạ ngon. Con ăn tương cà đi. Dạ. Ăn nhiều nhiều vô nha con. Dạ. Út Phương, sao giờ này còn thức mà coi chuyện vậy con? Dạ. Ngủ đi, mai còn đi học nữa nha. Con muốn mẹ hát cho con ngủ. Được rồi, mẹ hát ru thì con phải ngủ nghe chưa? Dạ. Bầu trời trong xanh, sau mưa nắng nấp trên cành lá. Bầu trời trong xanh, sau mưa nắng nấp trên cành lá. Nhìn xa đến phía cuối chân trời, hoa nở đầy trong gió. Lời người hát vang nơi này, cuộc đời ơi tuyệt vời. Nhẹ nhàng tôi đi lang thang giữa chân trời bát ngát. Ngủ nhiều quá, đờ người lắm. Hai ơi, em đói bụng. Thôi, có gì Út ngồi đây đi. Để anh ra ngoài kiếm gì chốt ăn nha. Anh hai đi đi, em đói lắm rồi đó. Nhưng mà hứa với anh hai á, là ngồi im chỗ không được đi đâu nha. Em biết rồi, anh đi đi, em đói lắm rồi đó. Chú ơi, chú cho con phụ rửa chén với lại phụ chú được không chú? Tôi cũng đang cần người á, mà nhìn tướng cậu công tử á, có làm được không? Dạ, con làm được, chú cho con thử. Thì vô thử đi. Mình cảm ơn. Được rồi, để tôi dọn cho. Dạ. Công của cậu nằm đây nè. Cảm ơn chú. Ngày mai dạ, rảnh thì giao phụ tôi nữa nha. Dạ. Anh hai. Anh hai. Anh hai. Anh hai ơi, anh đi đâu vậy? Anh hai. Anh đi đâu vậy? Anh hai ơi, anh hai ơi,
Út ơi, anh mua hủ tiếu về cho em ăn nè. Út ơi, em đừng có giỡn với anh nha. Em đâu rồi Út ơi? Út ơi, em đâu rồi Út ơi? Em đừng có giỡn với anh nha Út. Em đâu rồi Út? Út ơi, tao có sẹo ở đằng sau, ở đằng chân, ở đằng đầu, giúp tao nhớ những sai lầm của bản thân cho từ nay về sau. Không phải màu, đó là bài học. Cuộc đời có những nỗi sầu, đó là vàng ngọc. Mong ánh sáng xuống đêm tối, năng lượng xấu qua đi. Tao vẫn ráng cố chống chọi với những cám dỗ vô vị. Mày phải cố lên, nỗ lực đi qua hết khổ cực. Sẽ có tao bên mày mỗi khi đối diện cùng cực. Sẽ phai màu khi thời gian qua, những cánh cửa sẽ mở khi trái tim của mày gian ra. Trái tim thánh thiện ở trong thánh điện, giúp mày tránh, giúp mày nắng những chuyện gian tà. Quá khứ đã trôi qua, không thể quay lại. Hôm nay tao không biết những chuyện tương lai. Sau lưng vẫn có tao, watch your back right. Thấy như nước bạn hiền, đừng có ái ngại. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phần chê nhiều như dòng đời. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phần chê nhiều như dòng đời. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Bởi vì chúng ta quá khác biệt, chết tiệt đôi khi muốn la lên, nhưng cũng bởi vì số mệnh. Cho nên quá khứ và cái tên tao phải dẹp cho nó qua bên. Và tao biết ở trời cao luôn có người đang nhìn xuống. Mà những người đôi khi cao và con người đang trình xuống số mệnh. Và kiếp người cứ lên đên hên xui như toàn không hên. Và cứ mỗi ngày đang trôi qua lưu tình cảm này có phôi pha. Hai linh hồn đang lạc lối không nhà. Tao đang đi tìm hạnh phúc với đôi cánh đâm một thiên thần nơi địa ngục. Trôi theo dòng sông, mày cứ flow như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, mày cứ flow như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại.